Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, dù đã 5 năm trôi qua, thế nhưng vụ án nữ sinh giao gà mất tích bí ẩn chiều 30 Tết tại Điện Biên vẫn khiến cho mọi người không khỏi dùng mình khi nghĩ tới. Ngoài thủ đoạn tàn độc của nhóm hung thủ, thì chi tiết kẻ cầm đầu nhóm đối tượng khai từng có mối quan hệ làm ăn, buôn bán, cụ thể là buôn bán chất cấm với bà Trần Thị Hiền, mẹ ruột nạn nhân, khiến dư luận ngỡ ngàng và ngạc nhiên hơn cả. Trăm sáng ngày 19 tháng 3, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên phúc thẩm xem xét đơn kêu oan của mẹ nữ sinh đau gà về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tại phiên tòa, bị cáo hiền sức khỏe yếu, bị ngất khiến hội đồng xét xử buộc phải hoãn phiên tòa. Hoãn phiên xét xử phúc thẩm mẹ nữ sinh giao gà do bị cáo bị ngất. Sáng 19 tháng 3, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên phúc thẩm xem xét đơn kêu oan của bị cáo Trần Thị Hiền, 49 tuổi, mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết năm 2019, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Kể từ phiên xét xử sơ thẩm diễn ra tại tháng 11 năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên, bị cáo Hiền cùng với 4 bị cáo khác mới lại một lần nữa đứng trước bục khai báo. So với thời điểm gần 5 năm trước, Bị cáo Hiền có những thay đổi về ngoại hình. Gương mặt cũng có thêm dấu vết thời gian, chỉ có một điều không thay đổi là bị cáo vẫn liên tục kêu oan và cho rằng mình không buôn bán trái phép chất ma túy. Tại phần xét hỏi, bà Hiền liên tục kêu oan, đề nghị hoãn phiên tòa do vắng tất cả các luật sư bào chữa cho mình, đều đã có đơn xin vắng mặt và đề nghị hoãn phiên tòa. Đại diện viện kiểm sát cũng đề nghị hội đồng xét xử cho hoãn phiên tòa vì không đủ thủ tục sau ít phút hội ý hội đồng xét xử không đồng ý với các lý do đề nghị hoãn phiên tòa và vẫn tiến hành phần xét hỏi trong quá trình xét hỏi bà trần thị hiền do sức khỏe yếu nên bị ngất xỉu phải kiểm tra y tế con gái bị cáo là cao thảo loan quá bức xúc vì các đề nghị hoãn phiên tòa của mẹ mình không được đồng ý phản ứng gây gắt nên cán bộ hỗ trợ tư pháp phải dẫn giải ra ngoài không cho tiếp tục dự tòa sau đó, do các điều kiện không đảm bảo, hội đồng xét xử buộc phải hoãn phiên tòa. Theo bản án sơ thẩm, năm 2017, Vì Thị Thu, 42 tuổi, là vợ bị cáo Vì Văn Toán, một trong những hung thủ sát hại nữ sinh giao gà, đến khu vực biên giới mua hai bánh heroin giá 90 triệu đồng một bánh, về bán cho Bùi Văn Công với giá 150 triệu đồng một bánh. Công cùng Lương Văn Hùng đem ma túy bán cho Trần Thị Hiền với giá 160 triệu đồng một bánh. Ngoài ra, các bị cáo còn tổ chức sử dụng ma túy ở nhà vì văn toán. Tại phiên tòa sơ thẩm, bà Trần Thị Hiền kêu oan cho rằng các bị cáo công, toán khai không đúng sự thật sau khi đã bắt cóc, sát hại con gái mình là Cao Mỹ Duyên. Bà Hiền cho rằng không thể chỉ dựa vào lời khai của nhóm toán để kết tội mình, trong khi đó, các bị cáo công, toán, Hùng thừa nhận hành vi phạm tội và không có đơn kháng cáo. Bị cáo Hiền khẳng định nhiều lần, nếu tôi bán ma túy thì có chết cũng không hối hận, vì đó là cái chết trắng, bọn chúng do nghiện ma túy nên bắt cóc, dở cho đồi bại và sát hại con tôi. Bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hiền 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Bị cáo Vì Thị Thu cùng chồng là Vì Văn Toán, 42 tuổi, kẻ chủ mưu trong vụ sát hại nữ sinh ca Mỹ Duyên, nhận án tù trung thân. Bùi Văn Công, Lương Văn Hùng lần lượt lĩnh án 20 năm tù và án trung thân. Tại phiên tòa phúc thẩm trước đó, bị cáo Hiền giữ nguyên những lời khai trước đây, cho rằng mình bị oan. Bào chữa cho bà Hiền Luật sư Giang Hồng Thanh từng đề nghị hội đồng xét xử cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại, nhằm làm rõ thêm căn cứ chứng minh thân chủ của mình mua ma túy của Bùi Văn Công. Cơ quan tố tụng xác định do bị cáo Hiền không trả tiền nên nhóm Vì Văn Toán, Bùi Văn Công đã lên kế hoạch bắt giữ nữ sinh để ép trả tiền. Chiều mùng 4 tháng 2 năm 2019, 30 Tết Nguyên đán, Công đưa Vương Văn Hùng đến chợ nhận diện nạn nhân, vờ mua gà để lừa Mỹ Duyên trở tới một căn nhà vắng. Đến nơi, nữ sinh bị đánh bất tỉnh rồi được trở về nhà Công. Sau đó, từ ngày mùng 4 tháng 2 đến mùng 7 tháng 2 năm 2019, nhóm Công khống chế nhiều lần dở trò đồi bại rồi sát hại nạn nhân. Bùi Thị Kim Thu biết việc này nhưng không lên tiếng tố cáo. Sau khi vứt nạn nhân đã tử vong tại ngôi nhà hoang, Thu coi như không biết gì và chạy đi báo án. Nhìn lại vụ án nữ sinh giao gà Trước đó, vào 11 giờ ngày 7 tháng 2 năm 2019, mùng 3 Tết, một cô gái được phát hiện trong trạng thái đã tử vong với phần mặt úp mũ bảo hiểm được phát hiện ở ngôi nhà hoang tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Nhà chức trách xác định nạn nhân là nữ sinh 21 tuổi, mất tích từ tối 30 Tết sau khi đi giao gà. Qua quá trình điều tra, hàng loạt những chi tiết dùng mình được hé lộ cho thấy đây không chỉ đơn thuần là án mạng, mà còn ẩn dấu bí mật kinh hoàng liên quan đến các mối quan hệ của mẹ nạn nhân. Theo đó, vào dịp Tết năm 2019, nữ sinh cao mỹ duyên được nghỉ để về thăm gia đình tại Điện Biên, nơi gia đình cô kinh doanh việc bán gà. Trong những ngày nghỉ Tết, Duyên giúp đỡ mẹ trong việc giao gà. Tuy nhiên kể từ chiều 27 Tết, Duyên ra đi nhưng không trở về, khiến gia đình lo lắng và báo công an. Cảnh sát nhanh chóng tiếp cận thông tin và bắt đầu điều tra. Tuy nhiên, đợi mãi không tìm thấy Duyên đâu. Điều này khiến cơ quan công an phải nhận thức rằng việc mất tích của Duyên là rất bất thường, đặc biệt là vào đêm giao thừa. Phía công an thành phố Điện Biên Phủ ngay lập tức cử một tổ công tác thuộc đội Cảnh sát hình sự điều tra cùng lúc đó hơn 300 người dân địa phương phối hợp với tổ bảo vệ dân phố và lan tỏa ra các hướng để tìm kiếm thông tin về Duyên. Tuy nhiên mọi nỗ lực này không mang lại kết quả và đến sáng mùng 1 Tết không ai có thông tin về Duyên. Vụ án trở nên phức tạp khi vào sáng mùng 3 Tết, người dân phát hiện xác của Duyên tại một ngôi nhà bỏ hoang ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Kết luận sơ bộ của cơ quan điều tra là Duyên tử vong do bị tấn công ở vùng cổ sáng mùng 3 Tết, cả nước biết đến việc Cao Mỹ Duyên đã bị sát hại. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ Vương Văn Hùng, một trong những người đầu tiên tiếp xúc với nạn nhân Duyên qua việc đặt gà. Hùng nhanh chóng nhận tội và đưa ra thông tin về các đồng phạm khác. Bùi Văn Công, Lương Văn Hùng, Lường Văn Lã và Phạm Văn Nhiệm. Tất cả đều nghiện ma túy và đã thực hiện hành vi đáng kinh tởm, từ bắt cóc làm chuyện đồi bại đến sát hại nạn nhân. Cụ thể, theo lời kể, hành động của các đối tượng chi tiết như sau. Vào ngày 1 tháng 2 năm 2019, tức ngày 27 Tết, Bùi Văn Cường đã rủ Vương Văn Hùng dàn cảnh để cướp tài sản của Cao Mỹ Duyên. Đến ngày 4 tháng 2 năm 2019, Hùng có ra chợ hỏi mua gà để làm quen Duyên và xin số điện thoại. Đến chiều tối cùng ngày, Hùng gọi điện yêu cầu Duyên giao gà cho mình đến một ngôi nhà hoang tại khu vực bờ mương đồi độc lập. Khi Duyên đến nơi thì Hùng đã lấy đoạn xích sắt của cô nhị khúc để tác động nạn nhân khiến cô bất tỉnh. Sau đó hắn lôi nạn nhân vào nhà gọi điện cho công đến. Nhận được điện thoại công rủ thêm Phạm Văn Nhiệm đến. Cùng tối hôm đó cả ba tên thay nhau dở trò đội bại với nạn nhân. Sau khi thực hiện hành vi chúng đưa Duyên lên xe tải của công và chở nạn nhân về nhà của tên này Xe máy của Duyên và lồng gà thì Hùng mang đi phi tàng. Đến sáng ngày 6 tháng 2 năm 2019, Hùng cùng lường Văn Lã đến nhà công chơi. Tại đây, chúng tiếp tục thay nhau làm chuyện ấy với nạn nhân trên thùng chiếc xe tải. Sau khi thực hiện hành vi thú tính của mình, năm tên đã họp bàn sát hại cô gái để có thể bịt đầu mối. Tới đêm cùng ngày, Hùng và Công lấy xe tải chở Duyên đến khu vực Nghĩa Trang Tông Khao xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Tại đây, Công đã dùng phần xích trên chiếc côn tác động vào cổ, khiến duyên tử vong. Sau đó, chúng lại đưa nạn nhân đến ngôi nhà hoang để có thể phi tàn. Xong xuôi, chúng quay trở về bàn kế trốn tội. Và để trốn tội, chúng đã thực hiện một hành vi khá tinh vi, đó là chúng nhờ tới một người thứ sáu, tên Bùi Kim Thu, vợ của Bùi Văn Công. Theo như kịch bản thì Thu sẽ là người vô tình phát hiện ra Duyên tại căn nhà và báo cho công an. Điều này nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra, thực chất Thu đã biết toàn bộ sự việc từ lâu. Chính vào cái đêm 30 Tết đó khi Thu đi về nhà, đã tận mắt thấy Duyên bị trói nằm trên giường của nhà mình. Nhưng mà khi hỏi công thì bị hắn chửi, không phải việc của mày, im một đi. Nghe vậy thì Thu không nói gì nữa và đi ra. Toàn bộ quá trình gây án làm bậy của chồng và các đối tượng khác đều được Bùi Kim Thu chứng kiến nhưng không trình báo. Thu còn hỗ trợ rửa thi hài duyên nhằm xóa dấu vết ADN để giúp chồng và đồng bọn trốn tội. Sau khi phi tan nạn nhân, thì Thu hóa thân là một người hùng, giả vờ như mình phát hiện ra duyên và báo cho cơ quan chức năng để đánh lạc hướng. Mặc dù thực hiện đúng chức năng của mình cũng như là đóng được màn kịch khá tốt Thế nhưng lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó thoát. Đầu có dễ dàng qua mắt được còn mắt của cơ quan điều tra. Vào ngày 20 tháng 3 năm 2019, Bùi Kim Thu đã bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi không tố giác tội phạm. Cùng với Thu trong quá trình điều tra, cơ quan công an còn bắt được 3 tên khác nữa, lần lượt là vì Văn Toán, Phạm Văn Dũng và Cầm Văn Chương. tất cả những kẻ này đều là đồng phạm với 5 kẻ trước đó chỉ là bây giờ chúng mới bị khai ra, mới xuất đầu lộ diện mà thôi. Như vậy là đã bắt được tổng cộng 9 kẻ tội phạm trong cùng một vụ án này. Vậy nhưng, vụ án không đơn giản dừng lại tại đó. Cơ quan công an điều tra ra nguồn gốc dẫn tới việc nữ sinh giao gà bị sát hại thương tâm, bắt nguồn từ chính mẹ của nạn nhân. Theo nội dung vụ án năm 2017, vì thị thu mua hai bánh heroin giá 90 triệu đồng một bánh về bán cho Bùi Văn Công với giá 150 triệu đồng một bánh. Công và Lường Văn Hùng bán số ma túy này cho Trần Thị Hiền với giá 160 triệu đồng một bánh, nhưng bị nợ 30 triệu đồng. Cơ quan tố tụng xác định do bị cáo Trần Thị Hiền không trả tiền nên nhóm Vì Văn Toán, Bùi Văn Công đã lên kế hoạch bắt giữ nữ sinh để ép trả tiền. Bị cáo Trần Thị Hiền sinh năm 1975 là mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị sát hại. Trong vụ án này, còn có bị cáo Vì Thị Thu, sinh năm 1982, là vợ Vì Văn Toán, một trong các hung thủ sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên. Sau phiên tòa sơ thẩm, hai bị cáo đều kháng cáo kêu oan. Vào các ngày 18 và 19 tháng 5 năm 2022, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm. Sau khi xét xử, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội cho rằng có nhiều tình tiết trong vụ án còn mâu thuẫn nhau một số tình tiết không thể làm rõ ngay tại phiên tòa. Do đó, tòa phúc thẩm quyết định hủy một phần nội dung bản án sơ thẩm liên quan đến bị cáo Trần Thị Hiền để điều tra xét xử lại. Bị cáo Vi Thị Thu cũng kháng cáo kêu oan. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm cho rằng không có căn cứ để chấp nhận nên quyết định bác kháng cáo, đồng thời giữ nguyên mức án tại bản án sơ thẩm đối với bị cáo này. Tuy nhiên, sau đó, chánh án tòa án nhân dân tối cao ra kháng nghị đề nghị xét xử giám đốc thẩm vụ án vì cho rằng không có căn cứ để hủy phần trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Trần Thị Hiền. Tháng 9 năm 2023, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao ra quyết định giám đốc thẩm vụ án và tuyên hủy bản án phúc thẩm của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội, đồng thời yêu cầu xét xử phúc thẩm lại vụ án. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!